À, bệnh dạy này thì mục tiêu là thứ nhất là chẩn đoán được bệnh dạy, thứ hai là biết cách xử lý một người bị động vật nghi dạy cắn, thứ ba là biết được một số loại vaccine cách phòng trước và sau khi nhiễm virus dạy. Nhất là định nghĩa bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gặt dạy gây ra, và chủ yếu là do động vật máu nóng như là chó mèo lây sang người qua đường giao và đi lại. À, biểu hiện lâm sàng của bệnh là chủ yếu là trạng thái kích thích tâm thần bất động hoặc là hội chứng liệt kiểu lâm thời. Khi phát bệnh lên cơn dạ thì tử vong là 100%. Thứ hai, mầm bệnh là virus dại, họ radio virus có cấu tạo là ARN và có bao ngoài. Vector chia virus dại ra làm hai loại là virus dại đường phố, virus dại cố định thì được dùng để điều chế vaccine. Virus dại thì có sức đề kháng kém, có thể bắt hoạt nhanh chóng bởi xà phòng, ete, còn iốt ở 60 độ C thì chết trong vòng 5 phút, ở 100 độ C thì chết trong vòng 1 phút. Ở nhiệt độ phòng thì virus có thể sống được từ 1 đến 2 tuần, vì vậy đồ vật mà dính nước bọt chó dại, người bị dại được coi là nguy hiểm. Thì nguồn bệnh thì các loài động vật hoang dã bị dại như là chó sói, chồn, cá, cày, gấu trúc và cả loài dơi vân tay, máu bò ở Nam Mỹ. Là gia súc bị dại phổ biến là chó mèo, có thể là lừa, bò, cừu, lợn. Đường lây thì được lây qua da và niêm mạc là chủ yếu do bị súc vật dại cắn, cào, liếm hoặc khi làm việc súc vật bị dại. Lây qua đường hô hấp là do hít phải không khí bị ô nhiễm virus dại. Gặp thì loài dơi mang virus dại Nam Mỹ. Cơ thể cảm thụ thì súc thụ bệnh thì tất cả các động vật máu nóng như người, gia súc, dã thú, đặc biệt là động vật ăn thịt đều có thể bị bệnh dại. Chú ý là sau khi mà phát bệnh dại thì sẽ tử vong là 100%. Người chỉ thu được miễn dịch sau khi tiêm vaccine đủ liều kháng thể trung hòa tồn tại trong nước 3 tháng, nếu tiêm nhắc lại lần hai thì kháng thể có thể tồn tại nhiều năm. Thứ bảy là về cơ chế bệnh sinh và giải phẫu bệnh lý. Thì cơ chế bệnh sinh thì sau khi mà xâm nhập vào cơ thể qua vết thương thì virus dại sẽ tăng sinh ở các tế bào cơ và theo da đường dây thần kinh hoặc vi đi lên não đến các tế bào ở thần kinh trung ương, đặc biệt là vùng sừng amon hành não. Rồi ở đây virus cũng theo đường dây thần kinh tới tuyến nước bọt và tản ra khắp các hệ thống thần kinh. Virus có trong nước bọt, nước tiểu, dịch tủy, tập trung nhiều nhất là ở não. Virus có trong nước bọt kéo dài 10 ngày trước khi phát bệnh. Bệnh cảnh lâm sàng và tình trạng não viêm do virus dại gây nên. Thời gian từ khi virus xâm nhập đến khi phát bệnh thì phụ thuộc vào vị trí, số lượng, tính chất vết cắn và vào sức đề kháng của người bệnh. Thứ hai là tổn thương giải phẫu bệnh lý, thì cơ quan tổn thương chủ yếu là não tủy với tính chất não viêm từng chỗ, tổn thương cả chất xám lẫn chất trắng. Vùng não hay bị tổn thương nhất là sừng amon, vỏ não, thương vi thể có hiện tượng thâm nhiễm mạch cào, trụ thực bào và viêm quanh mạch máu. Tổn thương đặc biệt là các tiểu thể Negri nằm trong bào tương của các tế bào não, amon, thành tủy. Tiểu thể Negri chính là phản ứng của tế bào quanh virus dại, tìm thấy trong 80% các trường hợp. Về lâm sàng thì lâm sàng có hai thể, thì thể hung dữ hoặc to cứng là thể này là gặp chủ yếu là biểu hiện của một tình trạng kích thích về tâm thần vận động, còn
thể liệt thì ít gặp hơn. Thường gặp ở chó giặt cắn đã tiêm vaccine nhưng mà tiêm mũi thường không có triệu chứng sợ nước sợ chó. Triệu chứng lâm sàng thì có thời kỳ ủ bệnh thì từ 10 ngày có thể đến chay 1 năm, trung bình là từ 20 đến 60 ngày. Nếu mà số lượng vết cắn nhiều, vết cắn sâu và vị trí cắn gần thần kinh trung ương vào mặt lưới thần kinh như đầu, mặt, cổ, bàn tay thì thời kỳ của bệnh sẽ ngắn. Trước khi phát bệnh thì có những điều ngừng tiền triệu như là lo lắng, thay đổi tính tình, dị giác và giật cơ ở nơi bị cắn. Triệu chứng của thời kỳ toàn phát thì ở thể hung dữ và co cứng thì biểu hiện bởi một tình trạng kích thích tâm thần vật động là chủ yếu, lú lẫn, ảo giác, co giật, liệt khu trú. Các thời kỳ lú lẫn thường xen kẽ với thời kỳ hoàn toàn minh mẫn, sau đó rơi vào hôn mê. Đây là diễn biến đặc trưng của bệnh. Biểu hiện thời kỳ toàn phát thì có hai thể bệnh sau là thể hung dữ co cứng, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, sốt, rối loạn thần kinh thực vật như đồng tử giãn, tăng tiết nước mắt, nước bọt, mồ hôi, khó nuốt, hiệp dây thanh âm, tăng phản xạ gân xương và ba bê sự kỳ tính, dương vật cương cứng. Triệu chứng nặng dần lan và tử vong trung bình là 3 đến 5 ngày do ngừng hô hấp và ngừng tim. Đây là hình ảnh bệnh nhân lan cơn giật ở thể hung dữ hay là thể co cứng. Thể liệt thì ít gặp hơn, thường gặp ở những người mà bị chó giật cắn do tiêm vaccine nhưng cũng không có triệu chứng sợ nước chó. Lúc đầu thì có thể đau nhiều vùng cuộc sống, sau đó thì hội chứng liệt lan lên kiểu lumbery, đầu tiên là liệt phía dưới, sau đó rối loạn cơ vòng và liệt phía trên. Khi tổn thương tới hành não thì xuất hiện liệt tập ngừng hô hấp và tuần hoàn tử vong sau 4 đến 12 ngày. Liệt cận lâm sàng thì công thức máu là bạch cầu tăng, đa nhân tăng, nước tiểu có protein, dịch não tủy thì có biểu hiện viêm não màng não do virus tăng nhạy protein cao. Tất cả virus dạng từ bệnh phẩm như là nước mắt, nước bọt, dịch não tủy, phản sinh huyết não da, dùng phương pháp miễn dịch thường quân để phát hiện kháng nguyên của virus thì có kết quả trong vòng 2 giờ. Phân lập virus dạy từ bệnh phẩm và bằng phương pháp nuôi cái tế bào là 24 giờ. Nếu bệnh nhân tử vong tìm được cái triệu thể nêu và rê trong não ở vùng gần tâm hồn và các tổn thương viêm não không đặc hiệu cần tính hiển vi điện tử phát hiện ARN của virus với kỹ thuật PCR. Chẳng đoán bệnh dạy thì chúng mắt là mình phải tìm hiểu về tình là có bị súc vật, chó mèo nghi bị dại, cắn, cào, liếm. Những biểu hiện mà của chó mèo mà nghi bị dại thì thường là chó mèo là đột ngột trở nên hung dữ, không có lý do, cắn xé lung tung, cắn nhiều người hoặc thay đổi tính nết như lấm lét, ngủ dọc, nằm xó tối. Có các triệu chứng lâm sàng của bệnh dại như cô đã trình bày hồi nãy, một xét nghiệm thì xác định virus dạng từ các bệnh phẩm như là nước mắt, nước bọt, dịch não tủy, mảnh sinh huyết não. Vì chẩn đoán phân biệt thì ở thể hung dữ là mình chẩn đoán phân biệt với là chứng ngộ độc trụ cấp, loạn tâm thần cấp. Thể co cứng có sợ nước thì chẩn đoán với viêm não do virus cấp, uống bán thể sợ nước. Bạn chuẩn bị bạn dạng nhưng sau khi chó thường cắn gặp ở người lo sợ quá mức. Bạn dạng ở thể liệt thì không nghiệp với bệnh bại liệt. Viêm não, tủy, rễ đai,
viêm da rẻ, da đa giai sau tiêm vaccine. Biến chứng thì về hô hấp thì khó thở, ngạt thở, do co thắt như thiếu oxy, viêm phổi, viêm phế quản, về tuần hoàn thì loạn nhịp tim, nhịp nhanh tim thất và lóc nhịp thất, hạ huyết áp, phù phổi cấp suy tim, thần kinh thì tăng áp lực do phù não. Điều trị thì hiện tại chưa có thuốc để điều trị bệnh già nhân khi lên cơn giảm. Khi lên cơn giảm thì bệnh nhân sẽ tử vong 100%. Mình chỉ điều trị triệu chứng, ví dụ như là ăn thầm, trợ tim, trợ hô hấp, để nằm đâu yên tĩnh, tỉnh riêng biệt. Phòng bệnh chung thì kiểm soát các bệnh nghi dại, tiêm vaccine phòng dại bắt buộc cho gia súc, đặc biệt là chó mèo, tránh tiếp xúc với các súc vật không rõ nguồn gốc, không để bị cắn. Tiêm phòng ngay khi nghi ngờ, bắt nên theo dõi súc vật nghi dại cắn người này. Tiêm vaccine phòng dại cho một số người có nghề nghiệp tiếp xúc nhiều với súc vật, ví dụ như là thú y hay là người chăn nuôi. Phòng bệnh chung thì khi săn sóc bệnh nhân thì phải mặc đầy đủ trang thiết bị là mũ, khẩu trang, quần áo, găng tay, ổn, rửa tay, xà phòng kỹ sau khi săn sóc, rồi sát trùng bằng cồn ete, các đồ vật của bệnh nhân như là vải, dụng cụ riêng thì cần đốt thủy, các đồ sắt giường, tủ, sàn nhà thì cần lau rửa bằng xà phòng và phun thuốc khử trùng. Phòng bệnh sau khi mà mình tiếp xúc với virus dại, khi mà tiếp xúc với virus dại thì mình phải săn sóc vết thương tại chỗ. Điều này là rất là quan trọng. Và rửa vết thương bằng nước xà phòng, sau đó rửa lại bằng nước và lau khô sát trùng bằng cồn iốt, tránh sau vết thương sớm trừ vết thương nặng. Có thể tiêm phòng uốn ván và cho kháng sinh. Phòng điều trị huyết thanh kháng dại thì chỉ dùng trong trường hợp bị cắn nặng, là tiêm càng sớm càng, sau khi bị cắn càng có hiệu quả tốt, tiêm trước khi tiêm vaccine. Có hai loại huyết thanh kháng dại. Huyết thanh kháng dại tác dụng lấy từ ngựa đã miễn dịch cao, tiêm miễn dịch một lần duy nhất 40 đơn vị trên kg tăng nặng, globulin miễn dịch đồng chủng, kháng dại, đặc hiệu kháng dại, tiêm bắp vị trí ở mông một điều duy nhất là 20 đơn vị trên kg tăng nặng. Tiêm vaccine thì chỉ định là khi bị vết thương, bị trên da bị cào cắn, mở xung vật bị dại hoặc nghi ngờ bị dại hoặc ông vật ấy bị giết chết, hoặc là mình không có điều kiện để theo dõi khẳng định con vật đó có bị dại hay không, hoặc là con vật đó nó trốn mất, hoặc là động vật hoang dã. Khi bị súc vật cắn có vẻ khỏe mạnh thì theo dõi súc vật trong vòng 10 ngày. Nếu thấy mà có biểu hiện ốm hay thay đổi tâm tính tình thì cần tiêm ngay, còn nếu không vẫn khỏe thì chưa cần tiêm. Hiện nay thì có vaccine vero ráp thường dùng là liều dùng. Được dùng tiêm bắp thì 0,5ml vaccine đã hoàn nguyên. Người lớn vào vùng cơ delta của cánh tay, trẻ nhỏ tiêm ở mặt trước bên đùi, không tiêm ở vùng hông. Nếu tiêm trong da thì liều 0,1ml vaccine đã hoàn nguyên. Tiêm dự phòng hay tiêm trước phơi nhiễm, tiêm ngừa cơ bản tiêm bắp là 3 liều 0,5ml trên liều vào các ngày 0, 7 và 28, tiêm nhắc lại sau 1 năm. Sau đó cứ 5 năm thì tiêm lại 1 lần.
tiêm vaccine dự phòng bệnh dạy khi xác định có phơi nhiễm thì phải sơ cứu và rửa sạch vết thương hoặc nhiều bằng nước và xà phòng, sau đó rửa lại bằng nước sạch rồi tiếp tục rửa vết thương bằng cồn iốt, đưa bệnh nhân đến trung tâm điều trị bệnh dạy. Mức độ tiêm bắp là người mà chưa tiêm dự phòng thì tiêm 5 mũi 0,5 ml liều vào các ngày là 0, 3, 7, 14, 28. Người đã tiêm dự phòng trong vòng 5 năm gần đây thì tiêm 2 liều vào ngày 0 và 3. Người đã tiêm dự phòng không đều hoặc quá 5 năm thì tiêm 5 mũi vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28 và có thể tiêm immunoglobulin. Mức độ tiêm trong da với liều 0,1 ml vaccine tiêm phòng viêm. Người mà chưa tiêm dự phòng thì tuân thủ phác đồ là 222011, hai mũi tiêm trong da và hai vị trí khác nhau vào các ngày là 037, một mũi tiêm trong da ở một vị trí vào các ngày 28-30 và ngày 90. Người đã tiêm dự phòng thì tiêm cách 0,1 ml vào các ngày 0 và 3. Kỹ thuật tiêm trong da là phải được thực hiện đúng, tránh tiêm dưới da, không dùng bơm kim tiêm để tránh lây nhiễm. Phải dùng bơm kim tiêm để tránh lây nhiễm. Vaccine Verorab thì chống chỉ định không được tiêm trong da ở những trường hợp đang điều trị dài ngày bằng thuốc ức chế miễn dịch, bao gồm cả corticoid, thuốc chloroquine, người khiếm khuyết miễn dịch, trẻ em và người có vết cắn nặng phần đầu cổ, hay đến khám trẻ sau khi vết thương hoặc trọng đối với người dị ứng với neomycin không tiêm cùng vị trí hay trong bơm tiêm vaccine và immunoglobulin. Không được tiêm vaccine vào trong lòng mạch. Phụ nữ có thai và cho con bú nếu tiêm dự phòng trước phơi nhiễm thì nên tiêm. Nếu tiêm dự phòng sau phơi nhiễm thì đối tượng này không thực chống chỉ định vì bệnh dạy có thể tiến triển nguy hiểm. Và bệnh dạy đến đây là hết rồi. Em có thắc mắc gì không? Có bạn hỏi là bệnh nhân mà bị dại sau khi lên cơn một lần là tử vong hay sao, hay là lên cơn nhiều lần? Thì bệnh dại nên là khi mà đã lên cơn là tử vong 100%, chứ không có lên cơn một lần hay nhiều lần. Và khi mà lên cơn dại thì bệnh nhân có sủa giống chó không? Thì cô chưa ghi nhận có sủa giống chó hay không, nhưng mà bệnh nhân thì có những cái biểu hiện mà kích thích như là quậy phá rồi tăng tiết nước bọt, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước. Người bị dại, có bạn hỏi là người bị dại mà cắn người khác thì có lây virus dại sang người kia không? Thì người bị dại thì nếu mà cắn người khác thì cũng có thể lây virus dại qua cho người khác. Đây là khi mà mình tiếp xúc với lại mình chăm sóc bệnh nhân bị dại này, là mình phải mặc đầy đủ trang bị, mũ, khẩu trang, quần áo, găng tay ổn,
tay vô thằng xà phòng kỹ. Sau khi săn sóc rồi sát trùng bằng cồn etan này, các đồ vật mà như vải dụng cụ riêng của bệnh nhân thì cần đốt hủy, còn những cái đồ mà sắt giường tủ sàn nhà thì cần rửa bằng xà phòng và thuốc khử trùng. Sơ cứu khi bị phơi nhiễm virus dại, mình sử dụng nước sạch ở đây là nước sinh hoạt hàng ngày, nước khô và xà phòng là xà phòng. Cái này là sơ cứu ban đầu thì mình dùng nước sạch bình thường của mình và rửa bằng xà phòng bình thường. Sau khi cắn phải theo dõi con vật có chết hay không để phát hiện bệnh dại, là vì cái này là mình theo dõi con vật để trong vòng 10 ngày để mình xem là có thể là mình có tiêm phòng vaccine dại hay không. Ví dụ như mình bị vết thương nó ít mà mình con vật nó khỏe mạnh nè, không ở gần ở vùng thần kinh, thì mình có thể theo dõi nó trong vòng 10 ngày. Nếu sau 10 ngày mà con vật nó khỏe mạnh thì mình có thể mình không tiêm phòng vaccine. Nhưng mà nếu mà con vật mà nó có biểu hiện dại hoặc là mình không theo dõi được con vật thì mình phải đi tiêm phòng vaccine dại. Sau khi bị chó cắn thì tiêm phòng vaccine dại thì có hiệu quả nhé. Nhưng mà mấy em lưu ý là khi bị mà chó cắn rồi thì cái bước đầu tiên đó là rửa vết thương bằng nước sạch với xà phòng hoặc là bằng cồn. Là cái bước này là quan trọng nè, vì nó diệt virus dại hiệu quả nhiều. Sau đó thì mình mới tiêm vaccine. Thì theo tài liệu thì khi mà
Thời kỳ ủ bệnh thì có thể là từ 10 ngày đến trên một năm, trung bình là từ 20 ngày đến 60 ngày. Thế còn cái tiền sử mà bị chó cắn trên 30 năm thì cũng chưa xác nhận được, chưa đọc tài liệu là cái thời gian nó ủ bệnh lâu. Phụ nữ có thai cho con bú thì có tiêm vaccine dạy có ảnh hưởng gì không ạ? Thì cái này thì mình phải cân nhắc là có tiêm hay không. Thì mình cân nhắc giữa cái lợi và cái hại. Nếu mà phụ nữ có thai cho con bú bị động vật bị dại cắn, nhưng mình theo dõi con vật nó trong vòng 10 ngày mà nó khỏe mạnh thì mình không cần tiêm vaccine. Còn nếu mà ví dụ như là bị cắn mà vết thương nó lớn rộng hoặc là gần thần kinh, hoặc là mình theo dõi súc vật bị dại nó trong vòng 10 ngày nó có biểu hiện bị dại, hoặc là mình không theo dõi được bệnh nhân có khả năng lên cơn dại thì mình buộc phải tiêm vaccine dại. Vì nếu mà mình không tiêm vaccine dại mà để bệnh nhân lên cơn dại thì bệnh nhân có thể tử vong 100% này. Virus dại đường phố có nghĩa là virus dại mà ở các động vật như chó mèo bị dại. Còn virus dại cố định nghĩa là virus dại mà họ làm trong phòng thí nghiệm để điều chế vaccine. Vì bệnh dại này là khi mà để lên cơn dại thì tử vong 100%, không có thuốc điều trị, nên là khi mà sau khi phơi nhiễm là mình phải cân nhắc để tiêm vaccine phòng phòng bệnh để phòng khỏi lên cơn dại. Chứ còn nếu mà đã lên cơn dại là tử vong 100%. Bởi vậy sau khi mà bị súc vật như chó mèo cắn thì mình phải cái biện pháp là phòng phòng ngừa xử lý vết thương là biện pháp quan trọng nhất. Chứ còn để mà lan cơn dại thì không có thuốc điều trị, tử vong 100%. Còn những cái bạn khác thì vẫn có thuốc điều trị. Chấn liệt kỹ lâm là đây là đầu tiên là liệt ở
dưới, sau đó là rối loạn cơ vòng rồi liệt tay chi tay. Người mắc tờ ở lò dơ này thì chủ yếu là ở cái lò dơ này nè, là nó nằm ở trong ở vùng Nam Mỹ. Lò dơ này là khi mình vô hình thánh thì mà nó có hang động và có lò dơ thì mình ít phải không khí bị ô nhiễm bởi virus dại. Thì làm sao phòng ngừa thì có thể là mình cũng đeo khẩu trang, sau đó thì mình về có thể là mình tắm ở xà phòng, còn và thường gặp ở những nhà thám hiểm thì mình có thể mình tiêm vaccine trước khi đi thám hiểm. Ở Việt Nam thì chưa, thường cái loại dơ này thì cũng ít gặp, chủ yếu ở Nam Mỹ nè, vào các hang động có loại dơ này ở Nam Mỹ thì nó cư trú, chứ còn ở mình thì chủ yếu là bị chó mèo cắn chủ yếu. Ra thì trong trong chó, trong nước bọt của chó thì có virus dại. Ở cho các em lưu ý là ở chó mà chó con là thường có virus dại, nên là dù nó có sống bình thường thì mình cũng vẫn phải xử trí, là nếu mà sau khi cắn là phải xử trí, là rửa xà phòng rồi tiêm phòng vaccine dại. Còn chó dại chưa cắn người vẫn sống hay là do cái lúc đó là nó đang ở trong thời kỳ ủ bệnh thôi, sau này thì nó có biểu hiện nó không, bởi vậy mình phải theo dõi chó. Đây đây là những trò
ví dụ như mình bị vết cắn nhiều nè, sau nè, vị trí vết cắn gần thần kinh trung ương và vào mặt lưới thần kinh như ở đầu, mặt, cổ, bàn tay. Đây là những trường hợp như đây là vết cắn nặng nè, là mình phải tiêm vaccine và tiêm huyết thanh nè.
Virus dại thì nó có trong nước bọt của chó này. Khi mà nó tăng sinh nhiều, nó gây bệnh dại và nó cắn qua cơ, nó tăng sinh ở cơ, sau đó thì nó tiêu dây thần kinh, nó gây bệnh dại. Hai chỉ định tiêm vaccine là khi bị vết thương bị cào cắn do xúc vật bị dại hoặc nghi ngờ bị dại nè, là khi mình nghi ngờ con xúc vật nó bị dại, mà nghi ngờ bị dại mà mình không có điều kiện theo dõi con vật đó, ví dụ như con vật nó bị chết nè, hoặc là con vật nó bỏ đi đâu mình không thể theo dõi, trống mắt không thể theo dõi được, hoặc là động vật con dại, là mình có chỉ định tiêm vaccine dạy. Mình còn nếu mà con vật mà nó khỏe mạnh mình theo dõi trong vòng 10 ngày, nếu mà nó bình thường thì mình không có tiêm vaccine dạy. Nhưng mà nếu nó có biểu hiện dạy, ví dụ như là biểu hiện ốm, thay đổi tính tình, thì mình sẽ tiêm phòng nè. Khi mà đã tiêm phòng thì mình phải tiêm phòng theo đủ liệu trình. Chỉ định tiêm vaccine thôi. Có nghĩa là nếu mà cần theo dõi con chó nó là trong vòng 10 ngày nó khỏe mạnh thì mình không có chỉ định tiêm vaccine. Từ khi là mình có vậy này thì nếu mà chó mèo xúc vật thì nó lai qua đường mà nó cắn mình, nó lai qua đường cắn thì rút dại đi vào cơ rồi đến thần kinh, còn lai qua đường ăn uống là khi mình tiếp xúc với người bị bệnh dại, mình ăn chung với người bị bệnh dại thì có thể lai qua đường ăn uống, nên là khi tiếp xúc là mình phải mặc đồ trang bị đầy đủ nè, rửa tay bằng xà phòng, những cái đồ vật của liên quan đến bệnh dại thì mình đều phải
tiêu hủy hoặc là rửa bằng xà phòng đấy, nên là vậy là có lai qua đường ăn là ăn uống, và khi là mình ăn uống trong có người đường dạ. À, hiện tại mình các bạn hết câu hỏi rồi. Rồi nếu mà mấy em không có thắc mắc gì thì mình nghĩ nè, cô cũng Dạ xin vâng ạ. lỗi là do đi vô dạy, nhưng mà làm cái lần đầu dạy online nên là cũng thực tập kỹ thuật đó. Dạ không sao cô. Bài học của mình đến đây là kết thúc. Dạ, lớp cảm ơn cô nhiều ạ. Chúc các em có chuyện gì cuối cùng. Dạ.